Ở dưới đây thì sẽ có là 6 chiếc xốp nhá. Và người chơi của chúng ta sẽ phải làm sao mà chạy qua được cái 6 chiếc xốp này. Nếu mà chạy hết được cái 6 chiếc xốp này thì sẽ là người chiến thắng, ok chưa? Chỉ cần chân chạm vào được cái xốp thứ 6 thôi. Không cần biết là ngã hay không, nhưng mà chân chạm được vào cái xốp thứ 6 là được, ok chưa? Anh ăn follow nhá. Đâu, đeo kính, đeo kính vương à. 1 2 3 chạy. Chim. Giờ cháu lên để đi. Bây giờ Long sẽ thử lần thứ hai mọi người nhé. Rồi để xem lần này Long có nhảy thêm được cái hộp xốp nào nữa không. Ok chưa? Tớ bị hello. Chạy nhanh nhá. Bị chạm đến cái thứ 6 rồi các bạn ơi. Bị chạm đến cái thứ 6. Mới chạm được cái thứ 6. Rồi, ok, đi vào. Chú ơi, chở chở chở. Một tay vẫn phải bạc đấy nhá. Mà nâng lên, nâng vào cái đó. Các bạn ơi, đây là tiếp theo là của anh Khánh á. Để biết anh Khánh được bao nhiêu ô luôn. Mình thấy anh Khánh rất là gầy, không béo giống mình. Nên là dễ chìm hơn à hay là sẽ nhảy được nhiều hơn? Nhảy được nhiều hơn các bạn ạ. Anh Khánh cố gắng lên nhá. Nhảy được một ô thôi. 1, 2, 3, action. Nào chạy nhanh nhanh. Ôi. Kìa, nó hôm được 3 hôm đấy. Các bạn ơi, sai lầm của mình. Ôi trời, rồi đi về đi. Ê, nhưng mà cũng được 3 hộp đấy nhỉ. Về. Kéo mình xuống. Đây là lần 2 của anh Khánh, xem anh Khánh có được nhiều hộp hơn lần thứ nhất không nhá. Rồi, chuẩn bị nè. 2, 3. Bắt đầu, chạy. Tức là tiếp anh Khánh được 2 hộp. Mới 2 hộp à? Từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi. Khánh phải dùng tay để mà nâng vào cái thảm. Một tay thôi, còn một tay phải nâng vào. Rồi đưa đây để lần thứ 3 của em. Long ơi Long, lần này liệu rằng cố hơn nữa không? Không biết nữa. Cái này khó ăn lắm các bạn ạ. Rồi bây giờ Long lần này sẽ là lần thứ 3 của Long. Đấy, tiếp tục mỗi người cứ nhảy 2 lần để mà thử xem là ai sẽ là người nhảy được nhiều hơn. Chuẩn bị chưa? Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3. Vẫn ôm vô được vào cái thứ 3. Vẫn vô được. Vẫn vô được. Phải nhẹ cố thôi chứ. Nào, thôi được, quay về. Chiến thắng à? Rồi, quay về lần nữa nào. Quay về. Nào đi về. Còn ai còn?
lại long. Rồi, Long chuẩn bị nhá, nhìn nhá. Cố làm sao chạy chân mạnh và lấy đà để mà bay sang đường hiệu suất thứ tư. Rồi, chơi nhá. Chạy. Ôi, Long. Ôi, có nước lấy lại, được rồi, úp cái này mà. Đó, đúng rồi. Đây, người thành tích được hai hộp. Má đâu? Trời ơi. Long cảm thấy nhảy xuống bơi thế nào? Chú ạ. Hả? Phê lắm chú ạ. Cảm giác phê à? Mát như uống nước đá ấy. nhảy được mấy lần? Mình nhảy được 4 lần. 4 lần, mỗi lần được mỗi 2 hộp, không thể lên được 3 hộp à? Không, mình được 4 hộp thôi các bạn. Ok, nào lên để mà đến lượt Khánh nào. Bây giờ là đến lượt Khánh nhá mọi người nhá. Đấy, Long vừa rồi là hình như lúc đầu Long còn nhảy được 3 cái đúng không? Đúng. Lúc đầu nhảy được 3 cái. Tổng là mình được 5 cái. Lúc anh đầu Khánh, anh Khánh được tầm gì nhỉ? Lúc đầu nhảy được 3 cái, lúc sau càng ngày càng tụt. Rồi, chuẩn bị nhá, Khánh chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nào. 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 Đây là lần thứ 2 của anh. Nào. 1 2 3 action. Gần cái thứ 4 rồi. Ôi, gần cái thứ 4 á? Vâng. Chân chạm được vào cái thứ mấy? Chân chạm được cái thứ 3 nhưng mà vẫn chưa chạm được cái thứ 4, gần thôi. Thế là anh Khánh được 6 cái rồi. Hơn mình 1 điểm nhé các bạn nhá. Nào. Từ từ, đừng lôi thế. Ôi, phải đỡ tay vào không ngã, đúng rồi. Nhìn này. Đây là lần thứ 2. Là lần tiếp theo của anh Khánh. Nào, anh Khánh sẵn sàng chưa? Sao? Trình à pha. Khánh ơi, lần này cố gắng chạy nhanh để mà chạm được vào cái thứ 4. Hả? Cố gắng nhá. 1, 2, 3. Chạy. Rồi, chạy cái thứ 3 rồi. Anh Khánh cảm thấy thế nào? Nào. Thôi, đang chạy thì tiện nghe sang bên nữa đổ ngã luôn. Thầy cái này nó bồng bềnh không? Có chứ. Nào, lên đây. Bắt được cái số 2 đây là khó này. Ờ, thế á. Lên lẻ luôn, chỉ 4 mấy em à. Cố nhá. Sẽ là một lần cuối nữa, mỗi người 2 lượt chơi nữa. Lắm. Ui ô ô ô ô ô ô ô lên ô 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 ô. Đây sẽ là lần cuối mọi người nhá, mỗi người sẽ nhảy 2 lần. Đấy, hai lần cuối cùng. Xem là lần này thì sẽ được bao nhiêu cái. Bước dài chân, chưa? Chuẩn bị chưa? Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh, chạy. Chân chạy được đến cái thứ 2 thôi. Đi nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Ba cái. Ba cái.
ba cái à? Ba cái. Long làm thiên thần chưa già được. Đấy, thanh niên rất là vui sướng nhưng mà lần này vô được 3 cái. Đâu, là thứ 2. Ờ, lần thứ 2 vô được 3 cái. Các bạn ơi, vì quen không đeo kính mà nhảy xuống hơi nước, nó như kiểu gì các bạn? Nó kiểu gì? Kiểu gì là kiểu gì? mọi người ơi, đây là lần thứ cuối cùng của anh Khánh. Hai lần cuối cùng. Hai lần cuối cùng. Hai lần cuối cùng. Nếu mà anh Khánh nhảy được hơn mình ấy, thì mình sẽ không biết. Sẽ không biết. Khánh là mấy được mấy hôm rồi? Được 6 ạ. Chuẩn bị đây. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3, bom. Đúng. Ôi, được 3 cái thôi. 3. Anh chơi em ra nè. Được 3 cái. Anh được 9 cái rồi. Đi nghe. Ý, ghê nhỉ. Anh sẽ là người thắng cuộc rồi. Ra một chân lên. Nằm ngửa ra các một chân lên. Một kéo này chết người à? Đây là lần cuối cùng của anh Khánh. Xem anh Khánh có hơn điểm mình không? Nào, 1, chuẩn bị chưa? 2, 3. Nhảy. Hay hơn điểm rồi. 1, 1. Mình có 10 cái các bạn. Hết rồi. Các bạn ơi nhìn này. No. Ôi, quay nắng đừng, đừng, đừng. Các bạn ơi, rất là vinh dự anh Khánh được 11 cái. Còn mình được 10 cái. Rồi mọi người, bây giờ vừa rồi thì là Khánh vẫn là người nhảy được nhiều hơn. Nhưng mà thực ra là trò chơi hôm nay á, là để xem là ai nhảy một lúc mà hết được 6 cái hộp xốp này. Nhưng mà chưa ai nhảy được nhá. Có Khánh là sau nhảy mấy lần nhỉ? 6 lần đúng không? 6 lần. 6 lần thì là nhảy được mười mấy? 11. 11 cái hộp xốp. Còn Long thì là mấy lần? 10 cái cơ à? Đấy, Long là lúc đầu là nhảy một lúc nhảy được tối đa 3 cái. Đấy, Khánh thì không đúng một lần là gọi là với được cái chân vào cái thứ tư. Đấy. Cái này cảm giác dễ chơi không? Dễ ăn tiền không? Không. Dễ ăn tiền à? Dễ chứ. Khánh dễ ăn tiền không? Rồi ok thôi, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Còn bây giờ Long nó sẽ xuống để mà nó chơi ở đây nhá. Thôi, chào các bạn nhá.